remember the fade in your eyes. Hôm nay tôi muốn chia sẻ, giới thiệu các bạn cách thức đổ hộp mực khi mà chúng ta dùng hết mực. Thì trước khi mà đổ mực, các bạn cần phải có những cái dụng cụ như sau: một cái tuốc nổ vít 4 cạnh, một tuốc nổ vít 2 cạnh được mài sắc ở đầu, một cái kìm, một phễu đổ mực và tỏi bóc cao su cùng với một găng tay y tế. Thì sau đây là những cái bước thực hiện đổ mực trong một cắt chích. Thì các bạn để ý là khi chúng ta cầm cắt chích như này thì chúng ta sẽ thấy là ở hai bên có hai cái chốt. Bước đầu tiên tôi sẽ dùng cái tuốc nô vít hai cạnh. Và chúng ta để ý là có cái chốt nhỏ hai bên, chúng ta cầm như là tôi đang hướng dẫn đây, chúng ta đặt nhẹ vào và bẩy nó ra một chút. Tương tự như thế, chúng ta lật quay cái phía bên kia cũng tương tự như thế, chúng ta cắm chút vít dẹt và chúng ta bẩy cái chốt lên. Khi đầu chốt được nhô lên thì chúng ta dùng kìm, chúng ta rút hai đầu chốt ra. Sau khi rút được hai đầu chốt thì chúng ta sẽ thấy là gì? Tôi sẽ tách ra làm cắt chích làm hai nửa. Và chúng ta bắt đầu thực hiện một nửa bên trống, chúng ta tháo tiếp các vật tư để chúng ta vệ sinh. Tôi tháo hai con ốc ở hai bên đầu của trống. Sau đó chúng ta tháo trống ra, chúng ta cầm và xoay nhẹ để rút trống. Trong cái trường hợp chúng ta để trống, chúng ta nên chú ý là không để chảy xước trống khi mà đặt lên bàn. Và tiếp tục là tôi tháo nốt đến trục cao su, chúng ta để cạnh trống. Trong những cái trường hợp như thế này thì chúng ta nên cùng một lúc như thế này, chúng ta nên tháo để đổ bớt mực thải ra ngoài. Bởi vì trong quá trình sử dụng thì cái hộp mực thải chứa mực thải nó sẽ đầy. Trong cái trường hợp đầy mực thải thì dẫn đến cái trường hợp là gì? Là làm sạm nền trên bản in. Chúng ta tháo hai con ốc định vị hai bên của gạt mực. Sau đó chúng ta cầm kìm. Để hất nhẹ gạt ra. Bình thường ở trong cái hộp đựng mực thải này sẽ chứa rất là nhiều mực, các bạn nên nghiêng và đổ nhẹ nó ra ngoài. Sau khi đã đổ hết mực thải thì chúng ta lấy một chút giấy vệ sinh để vệ sinh gạt. Sau đó chúng ta lắp gạt mực vào. Bạn nhớ là khi chúng ta siết ốc, chúng ta cũng chỉ nên siết vừa phải. Tiếp theo là chúng ta làm vệ sinh nốt trục cao su. Và sau đó chúng ta lắp ráp luôn trục cao su vào mực. Và tiếp tục là đến thao tác lắp trống vào. Chúng ta cầm và định vị cái chốt phía bên kia đầu trống, chúng ta ấn nhẹ vào và xoay nhẹ. Chú ý là trong quá trình lắp trống chúng ta không nên va chạm mạnh để làm xước bề mặt của trống.
Thì sau khi lắp xong trống ấy thì chúng ta có một cái động tác cơ bản là gì? Chúng ta cầm tay trái thì sang bên cái phía bánh răng và sau đó chúng ta quay theo hướng từ phía trong lòng ra ngoài để chúng ta chắc chắn rằng là gì, gạt mực hoạt động tốt. Khi mà gạt mực mà hoạt động tốt ấy thì có nghĩa là tất cả những cái vết bẩn ở trên mặt trống sau trong khi chúng ta quay ấy thì nó sẽ được gạt sạch để lại một màu xanh nhẵn. Thì đấy là chúng ta lắp xong một cái phần bên phía mực thải và trống. Tiếp theo là chúng ta đi đến cái thao tác tháo trục từ bên mực để đổ mực vào trong cái hộp mực. Thì ở trên cái tay tôi cầm ấy thì chúng ta để ý là gì, ở trên cái hộp này thì bên một bên nó sẽ là có một bánh răng và một bên là không có bánh răng, thì chúng ta nên tháo phía bên không có bánh răng. Như tôi giới thiệu, bên này gồm hai ốc và chúng ta cũng tháo hai ốc này ra. Chúng ta đặt nhẹ tay và chúng ta tháo cái nắp ở bên này, chúng ta đẩy ra ngoài. Thì đến đây thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu như mà cắt chích của bạn không có một cái nắp mở để chúng ta đổ mực trực tiếp vào đây thì bắt buộc chúng ta phải tháo trục từ. Để tháo trục từ thì chúng ta bằng cách là gì, chúng ta đẩy nhẹ cái phía đầu có lò xo nâng lên, sau đó chúng ta cầm sâu vào trong, bấm móng tay ở phía bên có bánh răng, chúng ta rút nhẹ, vừa rút vừa xoay nhẹ trục từ ra ngoài. Và lưu ý đến hai cái phớt bằng bằng nhựa dùng để chặn mực không cho làm bẩn lề của trang giấy. Thì đến đây thì chúng ta có thể là gì, chúng ta có thể là đổ thẳng mực trực tiếp vào khe này nếu như mà không có cái nắp dùng để đổ mực. Và nhân tiện qua đây, để chúng ta làm tốt cái việc một lần, chúng ta chỉ làm một lần để chắc chắn là có kết quả, thì chúng ta nên vệ sinh luôn cả cái trục từ. Thế vậy cách sử dụng vệ sinh, cái cách vệ sinh trục từ ấy, thì trước hết chúng ta nên tháo hai cái bạc nhựa ở hai bên đầu của trục từ, và sau đó chúng ta cầm ở cái phía bên có lò xo lên trên và chúng ta dựng đứng trục từ, sau đó chúng ta dùng một miếng giấy vệ sinh đã xé nhỏ, chúng ta cặp vào và chúng ta tuốt mực xuống dưới. Các bạn làm như thế này các bạn nên nhẹ nhàng, không mực nó sẽ bụi lên và rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đó chúng ta dùng đến quả bóc bằng cao su, chúng ta xịt sạch bề mặt của trục từ. Sau khi tôi đã làm xong sạch xong bề mặt của trục từ thì chúng ta lắp hai bạc bằng nhựa vào hai bên. Và chúng ta lưu ý là trong quá trình chúng ta lau trục từ, vệ sinh trục từ, chúng ta để ý một cái lò xo ngay ở phía bên đầu bên này. Lò xo này chúng ta tránh làm biến dạng cũng như cong gãy. Sau đó chúng ta lại lắp trục từ vào trong thân của cắt chích. Sau đó chúng ta dùng tay, ngón tay cái giữ chặt phía đầu của trục từ. Chúng ta dùng kìm để bật cái nắp đổ mực ra ngoài. Chúng ta lắp tơi mực. Và chúng ta mở nắp mực và cho phễu vào.
khi thao tác đổ mực chúng ta vẫn phải dùng ngón tay cái để giữ cái đầu sát lò xo của hộp mực và chúng ta bắt đầu đổ mực. Khi cho phễu vào chúng ta dựng đứng lên, chúng ta lắc vừa xoay hộp mực cho bao giờ hết mực ở trong ống. Chúng ta đặt bỏ mực ra ngoài và đậy mắt hộp mực lại. Sau đó chúng ta lắp tiếp nắp giữ hộp từ, giữ trục từ vào. Chúng ta bắt chặt nút hai ốc để cố định nắp này. Sau khi lắp xong cũng như là cách kiểm tra trống, chúng ta muốn kiểm tra cái chất lượng và sự chính xác của trục từ thì chúng ta nên quay cầm dọc và chúng ta nên quay hướng từ trong lòng quay ra ngoài. Thì khi chúng ta quay chúng ta sẽ thấy là gì, mực bám rất đều ở trên trục từ cũng như là cái sự quay nó nhẹ nhàng, thì đấy là chúng ta đã lắp chính xác. Phần còn lại là chúng ta đem ráp hai nửa còn lại với nhau. Thì chúng ta nhìn thấy là bao giờ cái trục từ này cũng có vị trí tiếp xúc với bề mặt trống, nên chúng ta đặt cài vào và chú ý hai cái lò xo bao giờ cũng được đặt xuống dưới. Là chúng ta định vị bằng tay, điều chỉnh để cho cái chốt thẳng, chúng ta cho chốt vào.